Xin chào quý vị đã đến với chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Vâng thưa quý vị, theo các chuyên gia thì khâu sản xuất thô chỉ chiếm từ 12 đến 13% giá trị của các sản phẩm nông nghiệp. Như vậy là hơn 80% còn lại nằm ở những khâu sau thu hoạch. Vậy việc khai thác, tận dụng hay là kết nối hài hòa giữa các sản phẩm nông nghiệp truyền thống với các mô hình kinh tế khác ra sao? Nông nghiệp tích hợp đa giá trị sẽ giúp người nông dân cải thiện thu nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào? Hãy cùng đón xem trong số phát sóng ngày hôm nay. Và chúng tôi rất được hân hạnh mời đến đây ông Đào Thế Anh là Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Một câu hỏi đầu tiên đó là thưa ông, trong thời gian qua thì phong trào làm nông nghiệp tích hợp đa giá trị được nhắc đến rất nhiều. Như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cũng đã nhấn mạnh rằng là phải chuyển đổi cái mô hình nông nghiệp từ đơn giá trị sang đa giá trị. Vậy thì hiểu một cách đơn giản, nông nghiệp tích hợp đa giá trị là gì ạ? Sản xuất nông sản thô như chúng ta hiện nay thì đúng là nó mới chiếm khoảng độ 10%. Và nếu mà chỉ dựa vào cái nguồn như vậy thì thu nhập của nông dân, tức là của người trực tiếp sản xuất, luôn luôn là rất là thấp so với thu nhập của xã hội nói chung. Và nó sẽ không còn cái động lực kinh tế để khuyến khích là nông dân ở lại sản xuất nông nghiệp. Thanh niên sẽ chuyển sang nghề khác. Vậy thì muốn mà chúng ta muốn phát triển nông nghiệp bền vững và muốn có một nền nông nghiệp hiện đại thì phải có một lực lượng nông dân chuyên nghiệp, tức là phải có đủ thu nhập bên cạnh cái giá trị của sản phẩm. Thì chúng ta có thể tạo ra được những cái giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp thông qua cái kinh tế tuần hoàn, tái chế các sản phẩm. Nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch ở các địa phương là cũng bắt đầu phát triển rất là tốt. Và như vậy là chúng ta sẽ có thêm cái thu nhập từ sản phẩm du lịch. Rồi có thể là sản phẩm không cần phải mang đi đâu xa bán mà bán luôn cho khách du lịch. Và như vậy là chúng ta sẽ tăng được cái thu nhập và cũng khuyến khích là các cái hộ hoặc là các hợp tác xã tham gia và đầu tư sâu hơn vào cái chuỗi giá trị cả chế biến hoặc là hợp tác với các cái doanh nghiệp chế biến để tạo ra các cái giá trị mới. Không phải là chỉ có cung cấp thực phẩm, nhưng chúng ta có thể làm sản xuất các loại rau thơm để chế biến ra tinh dầu, để chế biến để sử dụng vào mỹ phẩm và làm dược phẩm vân vân. Việc tích hợp các giá trị khác vào sản phẩm nông nghiệp truyền thống thì chúng ta có thể học tập cái cách làm hay là mô hình từ những nền nông nghiệp phát triển nào khác ạ? Ví dụ như là nông nghiệp ở các nước châu Âu thì chúng ta có thể thấy là 50% cái thu nhập của người dân nông thôn ấy là từ hoạt động du lịch. Còn 50% còn lại thì là sản xuất ra nông sản thực phẩm. Và đa số là cung cấp cho khách du lịch luôn. Cái lượng bán ra ngoài rất ít. Như ở Trung Quốc và Nhật Bản thì người ta để nâng cái giá trị và cái đóng góp của ngành nông nghiệp là người ta đã tham gia là bảo tồn các cái gọi là di sản nông nghiệp truyền thống, vừa bán sản phẩm vừa kết hợp du lịch rồi kết hợp với thưởng thức ẩm thực địa phương trong ngành mía đường của các nước tiên tiến trên thế giới. Và ngay cả Việt Nam một số doanh nghiệp cũng đã áp dụng, tức là thực ra cái thu nhập mà từ đường ấy thì rất là nhỏ, nhưng mà từ bã mía rồi từ rỉ mật để sản xuất ra điện, sản xuất ra năng lượng hoặc là sản xuất ra cồn ethanol để chạy động cơ vân vân. Vâng, thưa quý vị, trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp diện tích và chịu tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, thì việc tích hợp đa giá trị sẽ giúp tạo ra giá trị gia tăng tối ưu trên một đơn vị diện tích canh tác. Bởi vậy mà song song với mục tiêu duy trì, cải thiện năng suất, thì nhiều doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia cũng đã chủ động đầu tư, nghiên cứu, khai thác và tích hợp đa giá trị, tạo nên thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp nông thôn của địa phương. Và để hiểu rõ hơn thì xin được mời ông Đào Thế Anh cũng như là quý vị khán giả hãy cùng xem một phóng sự ngắn sau đây. Kết tinh tài nguyên bản địa với bản sắc văn hóa, xã hội đã giúp doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia này phát triển ngành chè gắn với du lịch bền vững tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Du khách khi tới đây sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp xanh tươi của những đồi chè, tìm hiểu cách thu hái chế biến truyền thống, thưởng thức những ly trà xanh đậm vị, thơm mát. Để phát triển ngành chè gắn với du lịch bền vững, doanh nghiệp cũng chú trọng áp dụng giải pháp công nghệ sạch, an toàn trong sản xuất, đồng bộ cơ sở hạ tầng, không làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên tại cao nguyên Mộc Châu. Còn đối với doanh nghiệp này, việc tích hợp đa giá trị được triển khai thông qua nỗ lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học để người nông dân có cơ hội tiếp cận nguồn giống tốt, không chứa mầm bệnh, phù hợp với thổ nhưỡng, góp phần tiết giảm chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận thông qua công nghệ nhân giống nuôi cấy mô hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng trên cùng diện tích đất. Có thể thấy điểm chung của các doanh nghiệp trên là đã khai thác hiệu quả các nguồn lực về khoa học công nghệ, tích hợp đa giá trị thông qua kết nối hài hòa với các mô hình du lịch bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra giá trị tăng thêm dựa trên sản phẩm nông nghiệp cốt lõi, truyền thống. Vâng, như phóng sự mà chúng ta vừa được theo dõi thì không ít các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư tìm kiếm để khai thác những cái giá trị khác trong nông nghiệp.
trong quá trình triển khai phổ biến mô hình làm nông nghiệp tích hợp đa giá trị thì cũng gặp không ít những khó khăn và thách thức. Vậy thì theo ông, ở những vướng mắc đó là như thế nào ạ? Thứ nhất là chúng ta có một cái kinh nghiệm sản xuất của bà con nông dân là rất là phong phú. Tôi nói là nông dân Việt Nam là rất là năng động, tiếp thu các cái công nghệ mới, đổi mới sáng tạo về công nghệ rất là nhanh. Có thể nói là như vậy nếu so với các nước khác. Thứ hai là chúng ta có một cái điều kiện các cái vùng sinh thái từ Bắc đến Nam rất là đa dạng. Thì đấy là một cái nó giúp cho chúng ta là cái nền nông nghiệp của chúng ta đa dạng. Và đa dạng thì nó sẽ giảm bớt được các cái cạnh tranh về thị trường. Tức là chúng ta có thể sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, tiếp cận với nhiều cái thị trường khác nhau. Chứ không tập trung tất cả vào một cái thị trường thì cái rủi ro về thị trường nó sẽ rất là cao. Tuy vậy thì nó cũng có những cái khó khăn là hiện nay là để mà đầu tư vào chế biến ấy. Thì hiện nay chúng ta đang còn tương đối thấp. Cái tỷ lệ nông sản, thực phẩm mà được chế biến là hiện nay là đang thấp. Thì cần phải thúc đẩy cái công nghệ chế biến để tạo ra đa cái giá trị khác nhau. Ngoài ra có thể là nông sản thì không phải chỉ dùng làm thực phẩm. Có thể dùng làm các cái sản phẩm khác như là mỹ phẩm, dược phẩm, vân vân. Giống cây trồng vật nuôi, bản địa, địa phương. Đấy là một cái tài nguyên rất là quý mà hiện nay cũng chưa được khai thác một cách đầy đủ. Chúng ta biết là các cái giống đặc sản như là bưởi Phúc Trạch, như là gạo Tám Xoan Hải Hậu, như là nước mắm Phú Quốc vân vân, đấy là đều là những cái tên tuổi thương hiệu cả. Và chúng ta phải tìm cách để khai thác những cái đấy một cách triệt để trên không những ở thị trường Việt Nam mà trên thị trường thế giới. Thì như vậy là nó sẽ giúp chúng ta là đa dạng cái giá trị và tăng được thu nhập cho người sản xuất. Để mà thúc đẩy được những cái mô hình đa giá trị thì nó không phải chỉ liên quan đến ngành nông nghiệp. Cho nên là về mặt chính sách ở địa phương ấy, thì chúng ta cũng phải có cái hợp tác giữa các ngành nông nghiệp với môi trường, nông nghiệp với công thương, nông nghiệp với ngành y tế vân vân. Tóm lại là cần phải thực hiện một cái hợp tác liên ngành. Vậy thì với các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam thì sẽ có lợi thế như thế nào trong việc triển khai mô hình kinh tế nông nghiệp tích hợp đa giá trị ạ? Hiện nay thì có thể nói là những cái doanh nghiệp mà đạt thương hiệu quốc gia cũng là những cái doanh nghiệp đã đi đầu tiên phong. Nhưng mà cần phải lan tỏa rộng rãi hơn các cái kinh nghiệm đấy. Thương hiệu của nông sản Việt Nam chúng tôi nghĩ là nó sẽ phong phú và được thế giới thừa nhận khi mà chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp làm theo cái mô hình nông nghiệp sinh thái đa giá trị. Chứ nếu mà chỉ có một vài doanh nghiệp làm thì cũng không thể thể hiện được cái sức mạnh của nông nghiệp Việt Nam, là cái thương hiệu của nông nghiệp Việt Nam. Với các nước nổi tiếng như là Pháp, như Hà Lan, những cái nước mà xuất khẩu nông sản gọi là số 1 trên thế giới, thì nhìn vào cái gam sản phẩm, rồi các cái dịch vụ mà cung cấp vào họ từ cái khu vực nông sản thực phẩm cực kỳ đa dạng. Thì tôi nghĩ là chương trình thương hiệu nông sản của Việt cũng phải hướng đến cái việc là thúc đẩy đa dạng hóa các cái sản phẩm và khẳng định được cái vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới cũng như là thị trường trong nước. Vâng, thưa quý vị, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định Việt Nam có nhiều lợi thế về nguồn lực tài nguyên như là đất, nước, không khí, con người, truyền thống lịch sử văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp ở tích hợp đa giá trị, có sức cạnh tranh cao. Đây cũng chính là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia đang tiếp tục theo đuổi, để ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn hướng đến khát vọng vươn tầm, tiến tới một nền kinh tế nông nghiệp giá trị cao, phát triển bền vững. Cũng xin được cảm ơn ông Đào Thế Anh đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.